Sáng nay tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ thông xe công trình nút giao IC11, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam thi công. Đây là nút giao thứ 5 và cũng là nút giao cuối cùng nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, kết nối trực tiếp với cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lào Cai. Nút giao có tổng chiều dài hơn 3 km, gồm một nhánh kết nối với quốc lộ 470B và 4 nhánh rẽ kết nối trực tiếp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đưa vào khai thác sẽ giúp tăng cường kết nối mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.